Chào bác, hôm nay ngày mùng 6 tháng 7 2018. Đây, các bác nhìn trên hình về tất rất là nhiều các loại loa. Rất là nhiều loa, chủ yếu là dòng loa Nhật, Nhật với cả Đan Mạch. Đặc biệt lô này thì rất là nhiều JBL. Lô này JBL anh em có thể lướt qua cam em quay. JBL lô này em có cả JBL LX600, LX500, rồi LX44, rồi XE4, rồi 4009, rồi 3009, 3008. Rất là nhiều JBL. Chủ điểm lô này JBL rất là nhiều. Đấy, còn đâu thì loa Nhật thì có Pioneer, có Telic, có Sony, có Diatone, có Onkyo. Rồi, các bác có thể lướt cam các bác nhìn đủ các loại bát 25, bát 20, bát 30, đủ các loại hết. Có cả đẩy, âm ly, rồi đầu CD, đủ loại. Loa Telic, lô này về rất là nhiều những dòng loa được anh em rất là ưa chuộng. Đôi loa rất là đẹp, 7100, rồi Pioneer 979, bass 30, đây là 7100 này. Em quay lia để anh em nhìn thích đôi nào thì báo em. 979 này, bô 501, dòng 3501 trơn này. 501 trơn này thì nó là bass 25 này, anh em vừa hát vừa nghe nhạc này. 501 trơn của Mỹ này, về được thêm một đôi 301 C3 này, 301 C3 Mexico này. Đấy. Cặp này là cặp JBL dòng XE, con này là XE5, con này bass 25 dòng XE. Về hai cặp Telic 660 dòng có cái chung kèn rất là lớn, chung kèn gang rất là lớn, hai đôi rất là chất. Anh em nào ở ngoài mà nhìn đôi này rất là kết, kiểu dáng rất là hầm hố. Bass 30, con này đánh rất là lực, và quan trọng đặc biệt là giải chung của nó thì tuyệt vời luôn. Với cái họng kèn chung như này thì nghe cực kỳ sướng. Đây, đôi khủng long Telic 7000 đây. Hôm trước bác nào đặt thì nhỡ mất thì hôm nay có tiếp một đôi, các bác qua phần trước. Cặp này Telic 7000 là hai khối riêng, bass 35, nặng khoảng 1 tạ. Đôi này về cùng với cả đôi Setter 1001 rồi 2000X thì chưa lên sóng đâu, có bác quất rồi. Rồi Marang 920 này, dòng này cũng rất là hay này, đình đám này. Bên cạnh nó là cặp Soli G7 bass 40 rất là khủng. Đấy, JBL Shelfin Vega VS80 này. JBL Telic 18 này, bass 25 này. Đấy. Đây là cặp JBL lấy 600. Cặp 600 nó có hai đời, một đời là tép vành nhựa là tròn, một đời là tép gọi là 1/4 đường tròn, gọi là hình mặt trăng khuyết. Đấy, nó có hai đời. Vô 301 C2 thì có được có mấy đôi thôi, đôi này về được có 3-4 đôi thôi, không được nhiều. Nhưng mà rất là chất, dòng màu xanh. Đây là cặp Soli G7 Bass 40. Cặp này thì rất là đẹp. Nếu mà so với cả cặp gần đây, cách đây khoảng tuần thì cặp này đẹp hơn. Nó đẹp hơn ở cái phần vỏ. Còn loa thì cơ bản dòng Sony này, loa thì cơ bản gân zin rồi màng nước rất là đẹp. Cặp này đẹp, vỏ đẹp hơn chút. Cặp Pioneer cây dòng 2 bát, con này nói 25 được, nói 22 cũng được. Nó 2 bát không dùng gân, con này đánh rất là lực. Cặp Diatone 37B này, cặp này bát 30 này. Cặp này cũng rất là gồ ghề này. Cặp toa về tiếp một cặp bass 40 tép kèn. Con này để hát để nghe nhạc cực kỳ hay. Giá rất là chưa đến 10 triệu, quá hợp lý. Bô 301 C2, BMB 300V, BMB X21. Đây là đi JBL lấy 600. Con này là con XTI 60 này, con loa cây dáng rất là đẹp. Con này tiếng hay. Con này đời cao rồi, vỏ màu kiểu màu seri. Lô này đặc biệt có một đôi JBL dòng 3008 vỏ vàng rất là đẹp. Con này bass 20 tiếng rất là chắc chắn,
Với cái vỏ này anh em nào có những cái bộ bàn ghế mà gỗ kiểu gỗ thông hoặc là gỗ sồi Nga cho vào rất là hợp. Cặp đang chạy thử là cặp JBL 4009. Bụi bận tí bát 25. Dòng loa cây. Anh em chơi dễ chơi dễ ghép. Rồi cặp Unkyo D77S kìa. Cặp này thì quá nhiều anh em biết rồi, đây là Nova 8. Nova 8 bát 30 4 đường tiếng. Đây là Unkyo 77X. Bát 31 màng carbon. Rất là gỗ. Hôm đi thì vẫn về những cái dòng phổ thông dưới chục triệu thôi. 7.900 rồi 7.800, 392, 393, 394, 2030, 2050. Đấy, các cái dòng. Hoặc là tôi lại về được một bộ bô nhá, một bộ bô. Một bộ bô dòng AM Outcut Ultimate. Ultimate M7. AM7. Dòng này thì AM7 này thì cái bộ này đặc biệt là cái xí ngầu nó chia đơn. Nó chia đơn như này. Nó chia đơn như này thì cái lợi thế của chia đơn là anh em bày thì nó sẽ được rộng rãi hơn. Còn cái loại mà cúp lên như thế này thì nếu mà ấy thì nó sẽ không được rộng. Như này thì mình chia nó rộng hơn. Cái xí ngầu này nó chia làm 4 con. Đấu thì như cái kia thôi, nó chẳng khác đấy gì cả. Đấy. Cái sản phẩm hôm nay thì về thì cơ bản là còn rất là chất. Các bác nào có nhu cầu thì điện sớm cho em theo số máy 098 369 8887. Đây số điện thoại em đây, địa chỉ đây. Các bác chụp màn hình vào. Các bác ở tỉnh đến bên xe trong bát thì alo cho em. Cách đấy có khoảng 2 cây đâu, rất là tiện. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.